Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn copy bài viết và album từ một UID về đăng lên trên tường hoặc là page của mình bằng phần mềm Plus. Vậy đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, click vào tab Plus Profile, nhấn chọn copy bài viết và album từ UID. Trong phần danh sách account ở đây, các bạn có thể nhập mỗi dòng một cookie, mỗi dòng một token hoặc mỗi dòng một định dạng user sọc đứng path, user sọc đứng path, sọc đứng cookie, sọc đứng token. Bây giờ thì mình sẽ thêm danh sách cookie của hai tài khoản Facebook vào trong phần này. Cookie của tài khoản Facebook đầu tiên. Đây là tài khoản Facebook thứ hai. Các bạn chú ý là mỗi cookie thì mình để vào một dòng khác nhau. Các bạn có thể tích vào mục tải danh sách page để tải lại những danh sách page mà các bạn đang làm quản trị viên ở trên Facebook. Click thêm. Như vậy, ở trong danh sách phía dưới đã hiện ra hai nick Facebook của mình và các page mà hiện tại mình đang làm quản trị viên. Các bạn có thể tích hoặc bỏ tích để lựa chọn những fanpage hay là những profile mà các bạn muốn sử dụng để copy và đăng bài lên trên tường của mình. Tiếp theo, trong phần danh sách UID, page ID copy bài viết, các bạn nhập mỗi dòng một UID hoặc là page ID mà các bạn đang muốn copy bài. Tương ứng ở đây có nghĩa là mỗi dòng một UID với một account mà các bạn đang muốn copy bài về. Ví dụ mình muốn copy bài từ trang bất động sản Vinhome Melody, mình sẽ đi tìm ID của trang này. Thì với một số trang thì ID của trang này sẽ được hiện vào phía cuối của đường link. Đây chính là ID của trang. Các bạn có thể sao chép, quay lại và dán vào trong phần mềm. Tương tự, mình cũng muốn lấy bài từ trang Tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Thì với trang này thì nó không hiện ID ở phía cuối của đường link. Các bạn có thể sao chép đường link này vào trang File My Facebook ID. Dán đường link này vào trong ô trống tìm kiếm, nhấn tìm, thì nó sẽ hiện ra ID của trang này. Sao chép, dán. Tiếp theo, các bạn lựa chọn số lượng bài mà các bạn muốn copy. Mình để là 3 bài. Và loại bài mà các bạn muốn lấy, link, photo, video, ảnh hay status. Đồng thời, các bạn có thể tích để thay đổi thời gian đăng bài hoặc là xóa tất cả các bài viết và album trước khi copy. Số account muốn chạy song song mình sẽ để là 4. Thời gian để copy bài viết album từ UID và đăng lên trên page hoặc là tường của mình thì các bạn nên để từ 200 đến 300 giây để hạn chế tình trạng bị checkpoint trên Facebook của mình. Và nếu các bạn sử dụng từ 5 nick Facebook trở lên thì các bạn nên tích vào mục Reset DCOM để có thể copy bài viết liên tục và đổi IP bằng DCOM. Các bạn có thể tích vào mục Sử dụng Chrome để copy bài viết và album bằng Chrome. Bạn có thể theo dõi trực tiếp quá trình copy bài và lấy bài đăng lên trên page tường của mình thông qua tab Chrome này. Bây giờ thì mình sẽ lựa chọn để đăng bài lên trên tường cá nhân của mình. Mình sẽ xóa đi và chỉ tải danh sách hai nick Facebook cá nhân của mình. Các bạn click vào ô bắt đầu để có thể bắt đầu quá trình copy bài viết và lấy album từ UID đăng lên trên page hoặc là tường cá nhân của mình. Trong phần danh sách tài khoản sẽ hiện ra tên Facebook của mình, kèm theo UID và số lượng bài mình lấy thành công. Đây chính là một tab Chrome đang được thực hiện để có thể đăng bài. Đây chính là quá trình đăng bài đang được tự động thực hiện ở trên tab Chrome của mình.
Đây chính là một bài viết mà mình lấy từ trang của tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Còn đây là bài viết mà mình vừa lấy thành công và đăng lên trên tường cá nhân của mình. Thời gian được lựa chọn đó là đăng 1 giờ trước từ trang của Vingroup. Lịch sử đăng sẽ được hiện vào trong ngô trống ở bên cạnh của phần danh sách UID. Các bạn có thể sao chép đường link này để có thể kiểm tra lại ở trên tường của mình. Đây chính là bài đăng mà mình vừa lấy thành công. Thời gian đăng cũng sẽ được thay đổi. Nếu muốn kết thúc quá trình đăng bài này thì các bạn chỉ cần click ô kết thúc để kết thúc quá trình copy bài viết và đăng bài lên trên page hay là profile của mình. Copy hoàn tất.